Sáng ngày 28 tháng 6, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ 4 người trong cùng một gia đình ở xã Nờ Tho Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng chết trong tư thế treo cổ. Vào tối ngày 27 tháng 6, khi đi làm về, bà KT, xã Nờ Tho Hạ phát hiện chồng là L.E.T. 33 tuổi cùng 3 người con, trong đó có 2 con chung của bà KT và ông C, một con riêng của bà KT, chết trong tư thế treo cổ ngay tại nhà. Điều đau lòng hơn nữa là 3 cháu nhỏ tử vong chỉ mới 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi. Trước khi lập gia đình với ông C, bà KT đã có 3 người con riêng. Công an huyện Đức Trọng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ cái chết của 4 người.